Mời quý vị dành một tràng pháo tay chào đón cho đôi MC đêm hôm nay. Thưa quý vị, đây Quang Hiền và Kỳ Phương. Lời đầu tiên, Quang Hiền với Kỳ Phương xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị ngày hôm nay. Thưa quý vị, thật ra thì khi mà Quang Hiền và Kỳ Phương đứng đây thì cũng rất là áp lực và rất là rung. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thầy là MC và nhà văn Phan Duy Trường cũng đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu. Và Hiền với Kỳ Phương cũng là những người hậu bối sau này và phải học hỏi thầy rất là nhiều. Con cũng xin trân trọng cảm ơn thầy. Từ những cái ý tưởng về chương trình, từ ý tưởng về trên sân khấu, thầy đều là người hướng dẫn ạ. Và nhạc phẩm đầu tiên xin gửi đến cho chương trình ngày hôm nay là ca khúc Bài Tình Ca Mùa Đông, sáng tác của Trần Tử Thiên và giọng hát của ca sĩ Quang Hiền. Thưa quý vị, khoảng thời gian này là Sài Gòn của chúng ta đã bắt đầu vào đông với những cơn gió, và Hiền vẫn thấy rằng là mọi người vẫn diện những cái trang phục về mùa đông rất là đẹp. Và Quang Hiền cũng hy vọng rằng với cái tình khúc này sẽ là một điều gì đó dành cho những người, những ai trong mọi chúng ta có những tâm sự về bài tình ca mùa đông. Xưa đêm lạnh giá, tình còn mãi chờ mong, thắp thoáng bóng em về xa. Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba, anh cô bước đôi chân chậm quá. Để rồi sắp gặp nhau, mới biết em không đợi nữa. Trời lại thêm mùa đông, cho tuyết tan trên đầu non. Kỷ niệm rằng ngập đêm nay trong mưa, anh hưng nốt những giọt cuối. Còn đâu mà mong cho chốn yêu thương còn ấm, tình còn mãi chờ mong, hát mãi đôi môi lạnh gầm. Hẹn hò về nhau qua phong ba, sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đây. Mùa đông, anh hát xưa đêm lạnh giá, tình còn mãi chờ mong, thắp thoáng bóng em rời xa. Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba, anh cô bước đôi chân chậm quá. Để rồi sắp gặp nhau, mới biết em không đợi nữa. Trời lại thêm mùa đông, cho tuyết tan trên đầu non. Kỷ niệm rằng ngập đêm nay trong mưa, anh hưng nốt những giọt.
Và thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của Quang Hiền. Quang Hiền cũng là một người trợ giảng. Wow, phải ôm thắm thiết đấy chứ con. Và Quang Hiền cũng là người trợ giảng trong thanh nhạc của Trung tâm Sở Thứ Bảy. Và anh là người đã nâng đỡ cho rất là nhiều bậc đàn em. Và hôm nay gọi chữ anh thì gọi thế thôi chứ thật là con cũng giỏi lắm. Và thưa quý vị, và bây giờ ngoài việc là một MC, Quang Hiền còn là một ca sĩ và là trợ giảng cho trung tâm. Thì thưa quý vị, một lần nữa dành cho Quang Hiền tràng pháo tay.